Ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn, với tổng số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày trên 200 triệu đồng. Trước đó, sau một thời gian theo dõi, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại 10 điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 16 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề. Lực lượng công an cũng triệu tập 12 đối tượng đến trụ sở công an để đấu tranh làm rõ. Trong đó, cầm đầu đường dây số đề này là Nguyễn Thị Bích Trâm, 44 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo lời khai của đối tượng, đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay và có 25 người tham gia. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội. Tất cả tin nhắn sau đó đều được xóa sạch.